Lê Dương Bảo Lâm đập tan tin đồn giữa vợ và mẹ mình. Giữa lúc cư dân mạng đồn đoán tiêu cực, Lê Dương Bảo Lâm trực tiếp phản hồi về mối quan hệ giữa vợ và mẹ ruột mình. Quỳnh Quỳnh, vợ Lê Dương Bảo Lâm được nhiều sao Việt và khán giả yêu thương vì là người nhiệt tình, chăm chỉ làm việc. Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc rung vầy hạnh phúc của gia đình. Thế nhưng, để các thành viên gắn kết như hiện tại, Lê Dương Bảo Lâm từng trải đau khổ, buồn lòng vì Quỳnh Quỳnh mâu thuẫn với nhà chồng. Nam diễn viên từng chia sẻ 8 đến 9 năm bà xã tuyệt giao với bố mẹ chồng, đến mức hai bé Bảo Nhi, Bảo Ngọc quên mặt ông bà nội. Đến hiện tại, gia đình hai bên của Lê Dương Bảo Lâm đã yêu thương và hòa thuận, nhưng trên mạng xã hội vẫn xuất hiện tin đồn Quỳnh Quỳnh bằng mặt không bằng lòng với mẹ chồng. Quỳnh Quỳnh còn quay sang trách ngược chồng là nguồn cơn của sự việc. Sao vậy em? Tại mình phải tạo cái cú tuyết. Đúng rồi. Trước đó, trong chương trình 2 ngày 1 đêm, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ với Trường Giang, nhà em ở riêng hết, không có làm dâu. Một thời gian mẹ Phượng, mẹ ruột Lê Dương Bảo Lâm, phóng viên và Quỳnh Quỳnh không nói chuyện với nhau gì cả. Hai bên mới nói chuyện gần một năm nay, còn từ lúc cưới về là có vấn đề nên hai người không ở với nhau. Khi được đàn anh tiếp tục hỏi về việc ai là người có lỗi trong vụ mâu thuẫn này, Lê Dương Bảo Lâm thẳng thắn chia sẻ, do mỗi người có một lý lẽ riêng. Em về nói mẹ thì mẹ lại nói như vậy, còn nói với vợ thì vợ lại chia sẻ suy nghĩ của vợ. Em đứng giữa hai dòng nước và thấy ai cũng đúng cả, một bên tình một bên hiếu khiến em đau khổ mấy lần. Em từng đá một cái quạt mái gãy, lúc đó em chưa biết lái xe hơi nên bắt xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh ra đi nhưng không biết đi đâu, về nhà mẹ cũng không được mà nhà vợ cũng không, em lang thang giữa chợ đời. Lúc đó em không gặp ai cả, ở khách sạn rồi cuối cùng quyết định về ở với